Quý vị có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi, vì có thầy ở đây thì thầy sẽ giải quyết cho chúng ta cho thông suốt để chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày, nhất là trong cái lớp thiền này. Continue talking about the chan concepts that Master prepared in his chan handbook. Thì chúng ta thử thấy tại sao chúng ta phải tọa thiền. Tại sao mà trời lạnh chúng ta chúng ta phải lên đây ngồi đây. Bây giờ là nội trong tiểu bang Cali này là dân số là 33 triệu người. Tôi không biết rõ nhưng mà khoảng đó. Bây giờ trong cái hội trường này không có tới 50 người. Why do we meditate? Why do we brave the cold and sit in the cold and meditate? Thì cách đây mấy đêm có một anh, cái người Tây phương ở đây. Anh nghe xong rồi anh có vẻ như anh chán nản, đứng dậy anh bỏ đi. Thì anh chưa có thấy rõ cái cần thiết của tại sao phải chịu học như thế này. Và đa phần chúng ta, nhất là xã hội Tây phương này cũng vậy. Vì chúng ta có những cái giúp đỡ cần thiết, chẳng hạn như khi nghèo thì có welfare, có nhà thương này nọ, nhưng mà trong cuộc sống, trong cái quả địa cầu này không có ai mà không khổ đó. Chứ không phải tại xã hội Tây phương này mà vấn đề mà xã hội, vấn đề này nọ được cung cấp đầy đủ hơn mà không khổ đâu. Cho nên cái đạo Phật là để giải quyết cái đó, chứ không phải đạo Phật để dụ quý vị vô như đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, đảng Bạc, đảng Green Tea này nó không phải vậy. Để chia sẻ quý vị làm sao để giải quyết cái chu kỳ đó. Đạo Phật xuất hiện là như vậy, và Hòa Thượng Tiên Hóa đã đem cái đó qua đây năm 1960. Và ngày hết 6 năm ngồi mà tọa thiền tại cái hầm, cái tầng hầm của nhà San Francisco rồi. Thành ra coi như năm 65 chính thức mà ra với quần chúng để giới thiệu cho quý vị, để mà giải quyết chặt đứt cái du kỳ mà khổ não trong thế gian chúng ta. Chứ không phải đạo Phật hâm dọa quý vị nói ôi sao đạo Phật đem cái khổ, nói cái khổ không à. Không phải đạo Phật đem cái khổ tới, mà đạo Phật chỉ với quý vị thấy cái khổ là, nhưng mà làm sao để cắt cái du kỳ đó. Đó là chúng ta, lý do chúng ta có đạo Phật ở đây, là tại sao chúng ta có cái khóa tu thiền hôm nay. The chan we know is from Master Shenhua, my late teacher, who brought it from China in the 1960s. When he first came here, he knew no one, so he rented a basement, a room in a basement, where he stayed, where he meditated for 6 years in Chinatown, San Francisco, and. After that, people started coming to support him, and that's when he started teaching chan to the chan as we practice to this country. What for? Because the Buddha taught meditation in order to help living beings put an end to the suffering. Don't be turned off by that. Unless you recognize the problem you have, the suffering you are faced with, you cannot possibly resolve them. And if you are, if you wish to resolve your those types of problems, caused by your own suffering, then meditation is a way. One of the best ways for you to hone your skills in order to effectively resolve these problems. Đức Phật nói là cái chúng ta có 6 cái cõi chúng ta ở của chúng sanh chúng ta, nó có 6 cái loại khác nhau. Cao nhất, sướng nhất, phước báo nhất là cõi trời. Kế là cõi thần, người, mình là 3, và địa ngục là quỷ súc sanh. 6 cái loại đó cứ luân phiên nhau mà thay hình đổi xác, mà tại vì cái chu kỳ đó do cái nghiệp chúng ta làm chúng ta lên xuống. Đức Phật thấy được cái đó, chúng ta chỉ cho chúng ta thấy, Phật thấy chúng ta thấy làm sao để mà cắt cái dòng đó, không có bị lạc vào trong một trong sáu đó. Nhiều người nói cõi trời đâu có sướng, đâu có cực khổ gì đâu, cõi trời muốn gì có cái nấy, nhưng mà
Cõi trời vẫn có chết, vẫn có người thương phải xa với nhau. Phải có chiến tranh giữa cõi trời với Atula, cũng đánh nhau, cũng giết nhau như mình như này vậy đó. Đức Phật nói vậy đó, chứ không phải sướng đâu. Bằng chứng có những vị trời mà khi sắp chết rồi biết, đi kiếm Đức Phật hồi tại thế đó để cầu cứu. Nếu sướng đi cầu cứu làm gì? Cho nên được cõi người mình thì mình thấy rồi, quý vị thấy rồi, Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ, chiến tranh liên miên. Chẳng như mấy ngày nay tôi thấy trên news nè, cách đây khoảng tuần, xe bus mà học sinh mà cỡ xe bus vàng lái chở nít đó, khoảng 7-8 tuổi ha, đang đi học về, 30 đứa hái trên xe. Tài xế hỏi tụi bay sẵn sàng chết chưa? Mà chạy trong cái đường quê Countryside Road đó, nó tăng tốc độ, nó chạy hết ga, nó tán vô cái cây chết 6 đứa, mấy đứa kia, hai mấy đứa bị thương. Không có yên nữa, đây cái xứ này là yên nhất cũng không yên nữa, quý vị thấy không? Bữa nay hôm qua kia đang có thằng nhỏ, nó nhỏ xíu, nó học, nó có 16 tuổi, nó chặt bạn ra làm nhiều khúc luôn. Thì bữa nay có một người cha, người da trắng ở tiểu bang Atlanta, luật ra vậy đó, bỏ đứa con 22 tháng ở trong xe, 7 tiếng đồng hồ, nắng cho chết. Nhưng mà ông nói ông quên, mà tòa án với cảnh sát nó lấy cái camera nó quay ra, ông giết, ông để cố tình làm cho thằng nhỏ nó chết để khỏi nuôi, để ông có tự do, ông kiếm bồ khác. Cái cảnh khổ ở đâu cũng có hết đó, chứ không phải là, chẳng hạn như cháu nội tôi nè, cháu nội tôi đó, cha mẹ ly dị, nó không có 5 tuổi à, rồi lại nhà ăn cơm, là trong thời gian chờ cơm hỏi một người chú, nó hỏi nó thôi, mẹ mày đâu rồi, nó chạy lên lầu, muốn biết làm gì mình chạy theo, nó lên trên nó khóc. Ở Mỹ có nó khỏi khổ không? Cho nên cái khổ nó không có lìa cái nước nào, nó không có lìa giai cấp nào, không có lìa cái loài người, loài thú, loài gì vậy. Con thú nó khổ hơn mình nữa. Cho nên cái đạo Phật là để cắt cái dòng đó. Đức Phật chỉ cho mình cách để mình đừng có làm nữa, để mình cắt cái đó đi. Chứ không phải Đức Phật dụ quý vị mà để cho chúng tín đồ cho đông, cho đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa để mà bỏ phiếu để có lợi cho nhau, không phải vậy. Chúng tôi hy sinh tới đây cũng vậy. Và Thượng Tiên Hóa hồi đó, ngày kể đó, ngày 19 tuổi thôi. Mà cái tu đâu có chùa về đâu. Cái cây bo bo nó giống cây bắp á. Cái gì thấy cây bắp không? Là người ta dựng lên như vậy nè. Rồi để giữa cái bàn, ngày ngồi đó 3 năm trời. Trời tuyết á là trắng ở trong đó hết, mà trời mưa là trắng ướt hết, ngày tụng kinh Quan Nghiêm. Thì Tổ Huệ Năng một đêm đó, Tổ Huệ Năng mới nói con sau này con sẽ bưng Phật pháp qua Mỹ đó, qua Tây phương đó dạy cho họ đó. Cho nên đạo Phật tới đây là để giúp chúng ta, hay là giúp các nước khác, hay riêng nước Mỹ, để mà chúng ta cắt cái dòng mà luân hồi sinh tử đó, cắt cái dòng khổ đó, chỉ chúng ta con đường hạnh phúc. Thì bữa nay đó, cái kết quả là quý vị được thầy ở đây dạy mở cái khóa thiền để chúng ta học, không có đòi hỏi quý vị gì hết, không đóng tiền, không có gì hết, vì có không ở xa đến có chỗ ở, tương đối của chùa có để quý vị tu, để chi? Để giải quyết cái luân hồi sinh tử đó. Chứ không phải dụ quý vị để mà cho tín đồ cho chùa này đông. Chúng tôi cũng vậy. Tôi qua Mỹ tôi cũng khổ. Thì tôi cố gắng 8 năm rưỡi tôi lấy bằng bachelor. Tôi làm chính phủ rồi giờ tôi đi thai, tôi có quyền hưởng chứ. Mà tôi hy sinh tôi vô tôi tu để giải quyết cho tôi. Và tôi biết cái gì tôi chia sẻ lại cho Phật tử. Có thế thôi. Chứ không có dụ ai, không có cái benefit nào khi dụ quý vị theo đạo Phật hay vô cái thiền đường này hết. Cho nên ở đây mấy sư cô đây cũng vậy. Trẻ nhưng mà mới vô cũng vô để mà phục vụ. Để cho chúng ta chia sẻ nhau để cắt đứt cái dòng luân hồi đó. Thì cái cách chúng ta mà cắt đứt nhanh nhất là cái cách ngồi dưới già này nè. Chúng ta đang tu, nó đau chân vậy đó. Nhưng mà theo thầy thấy là các tổ cũng dạy lại là giải quyết rất nhanh. Cộng với mình ngồi như vậy nó đau thì mình niệm Phật nữa. Hai cái năng lực đó nó giúp chúng ta giải quyết nhanh hơn. Tại vì Phật Thích Ca nói á, mình luân hồi mình chết á, mà thân nhân khóc cho mình á, nước mắt nó nhiều hơn cái biển á. Tức là ý nói là mình luân hồi rất là nhiều, mình lên xuống trong cái dòng đó rất là nhiều, chứ không phải mỗi lần này đâu. Nhưng cái đạo tràng này là để dạy quý vị, kể cả chúng tôi, thực tập để cắt cái đó. Thành ra tóm tắt lại, tôi xin nói để thầy dịch cho quý vị nghe là tôi vừa trình bày quý vị thấy cái khổ của cái cõi mình.
Thì ở đây thầy sẽ dùng cái phương pháp tu thiền cách ngồi kiết già cộng với pháp môn này nọ để mà giúp quý vị hiểu và làm, để có định lực và mình có trí tuệ để mình làm đúng và mình cắt cái dòng sinh tử luân hồi. Đó là cái ý kiến của tôi, nói tóm tắt lại như vậy. So in summary, just in case you haven't noticed, I went through at least 10 different points. It took a little while, but you know, I made through, I got through them all. And in summary, therefore, what I just talked about is to remind you that the chant here is to help you get out of this vicious cycles of what we call reincarnation. We all change bodies lifetime after lifetime and cycle through either being a human being or being in the animal realm or being in the God's realm. And you know, even the God's realm, they have a lot of suffering. Don't think that people think that especially the non-Buddhist belief seems to be taught that the gods are heaven made and they're very happy and they don't know suffering. It is quite true. What he didn't explain properly is that it's true that he says the gods have lots of suffering. It's not true. Gods have no suffering whatsoever. Thầy giảng sai này, cái quả trời nó rất là sung sướng, không có khổ gì hết. Okay, this is why people go to the heavens. Vì vậy họ mới vào cái quả nên quả trời. Because if you make the heavens, you know no suffering whatsoever. Vì vậy không bị khổ đâu. Unlike here, không phải như ở đây. Unlike here, we have to go, you know, work and to make ends meet. Vì chúng ta ở đây, chúng ta phải đi làm việc, đấy. Well, except for some of us, trừ một vài người. But normal people, we have to go to work. Người mà thông thường, bình thường phải đi làm việc. And going to work is not a lot of fun for most of us. Ví dụ như mình đi làm việc, đâu có phải vui vẻ, đâu phải cô Thanh Hương. Cô đâu có biết chuyện đó. Người ta tới sở làm, người ta khổ lắm. I mean, people come to work. I'd say 80% plus people are not happy going to work. Yes or no? Yeah. Huh? Even Shana, she's not happy at work. She owns her own company and she's never there. That proves to you she doesn't like going to work. Thành ra cái gì biết không? Cái chuyện ngay cái làm việc là cái như cái quả trời, tao không cần làm việc như cái vị dưới này đâu. Dưới này ai phải đi làm việc hết, làm việc để mà sinh nhai. Không làm việc sao mà sống bây giờ, sao mà nuôi con, nuôi cháu. Mà cái vị biết không, đừng có tưởng xứ này làm việc là sướng đâu, xứ này đi làm việc là ai tới ta cũng than phiền hết, ta rất không thích làm việc. Ngay cái cô đại hàng, cô có cái hãng riêng của cô, mà cô không bao giờ tới làm việc hết, nó chứng minh cho cái vị thấy là cô không thích làm việc luôn nữa đó. Cười khúc khích. Okay, so the gods do not have to go to work. Cái người, cái quả trời, họ không cần đi làm việc. That's, you know, that's at least half our trouble right there. Ít nhất một nửa vấn đề cuộc đời, khó khăn của khổ sở cuộc đời mình đã hết rồi. You see, they got it made. Yes. Monks and bodhisattvas never have holidays. Every day is a holiday for us. Including when we speak Dharma during a Chan Chi, it's a holiday for us. You see, one of us working, one is resting. See, it works beautifully. See? So what is the nature of the God suffering? Why do we say the God suffer? Tại sao mình nói là cõi trời nó khổ? Cõi trời theo con thấy cái khổ cõi trời đó là ái biệt ly. Chẳng hạn như vợ chồng mà cũng thương nhau với mình vậy, nhưng mà khi một người chết thì cái người kia phải thương mến, phải nhớ thương này nọ. Hoặc là chiến tranh, chẳng hạn như cái cõi trời cũng có những cái quyền lợi mà cũng như là bị conflict, như bị mâu
mâu thuẫn. Thì quả trời, cõi Atola cũng đánh nhau cũng như mình như này. Trong Kinh Quan Nghiêm cũng có nói, mà hồi Đức Phật cũng có nói. Master Shinshu said the gods also go to war and they, you know, separate from their loved ones and so on. Nhưng yeah, mà trong kinh nói là cái cõi trời compared to the heavenly blessing, heavenly pleasures. Cái cõi trời cái phước nó nhẹ nhẹ đâu bằng cái sung sướng của trời được. Yeah. Nó sướng hơn mình thôi nhưng mà vẫn khổ cho nên just like you drive a red Ferrari and you get a nick. Big deal. Okay, you buy another one. Thầy nói khổ đó giống như là quả trời mà khổ như là xa vợ là xa con là đánh đi đánh giặc này nọ thì giống như mình lái chiếc xe Mercedes rồi bị hút rồi nó méo một tí thôi mua chiếc xe khác sợ gì cho đó nó nằm vô là ái được ly khổ. See, now we have beware of this woman. Her question is usually designed to cut you down by the knees. Cái cô này chưa muốn hỏi ta mà mỗi lần hỏi câu hỏi nó có cái ảnh hưởng giống như là cầm cái dao mà chặt cái chân đầu gối mình vậy đó. Yes. So she said that in some heavenly places the gods have 1,000 wives. So if he says goodbye to one and he goes sees another, is he really suffering at all? So she's asking you, Master Shinshu, cô ấy có hỏi thầy Hiền Trì đó. Cái đau khổ hay không thì tôi không biết, nhưng mà nó có thế này nè. He says he doesn't know. Cái một di trời chẳng hạn như ngày mà cái ngày chuyển lưng Thánh Vương á, theo tôi trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đó, là ngày có 100,000 bà vợ. Nhưng mà do phước báo của ngài, mỗi lần mà ngài muốn ngủ với một bà nào đó, thì mỗi bà đều thấy ông vua ngủ với mình hết đó, không có ghen. Thành ra tôi nghĩ mà một người chết hay không chắc cũng vậy. What happened to Joseph? Okay, Joseph, plug your ears, please. This is kind of graphic. Okay, plug your ears. Promise? Okay. The Master Shinshu says that in the plug your ears. It's not meant for innocent ears, boy. Okay. He just says that, you know, the four heavenly kings, kings, he have 100,000 wives. He asked a question, is only 10,000. He increased also 100,000 wives. And he says every time I'm not sure he should hear this either. Every time he's intimate with he's not just happy because he's blessing. When he's intimate with his wife, it's all at the same time. Và khi đánh nhau cũng vậy, khi đánh nhau với Atula cũng vậy. Khi mà ngài ra trận một cái, tự nhiên vũ khí nó hiện ra theo cái phước của ngài. Atula cũng hiện ra, nhưng mà Atula yếu phước hơn, nhưng lúc nào cũng thua. Do cái tâm của mấy vị đó, nó phước báo nó chuyển ra, chứ không có ai làm hết. But still you're talking about a mixture of discomfort and heavenly pleasures. You can hardly call that suffering. Yeah, yeah. Thầy nói cái này, thầy nói cái ý, thầy nói là nếu như quý vị có cái sự lộn lẫn giữa cái mà hình mình hơi thiếu thốn một tí, dạng mình thiếu cái tình thương một người vợ, hoặc là trong đó mình có tình thương có 10,000 người vợ khác, thì nó thiệt ra cũng không có đến nỗi gì lắm. Thành ra cái đó đâu có thể gọi là khổ được. Nhưng yeah, hardly call là suffering, cái này you agree? Là... I mean, it's just like, you know, you miss one out of 10,000. Come on, it's not that bad. Còn cái này tôi không có trực tiếp coi cuốn kinh này, nhưng mà tôi nghe một sư cô kể lại là cô có đọc trong kinh khác đó, hồi Đức Phật tại thế đó. Có cái bà đó rất là đẹp. Bà là vợ hay là dâu gì của ông tể tướng đó. Mỗi lần bà đi làm công quả gì á, bà nói nguyện cho công đức này tôi trở về với chồng cũ tôi. Lúc nào làm gì cũng nguyện bao nhiêu đó thôi. Thì người ta mới hỏi Đức Phật chứ tại sao bà nguyện như vậy. Phật nói vậy vì bà là vợ của ông vua trời trên kia kìa. Bà chết nhưng bà còn nhớ cái kiếp bà trên đó. Mà xuống đây là phải không đâu. Lấy cái ông con của ông thủ tướng thì nó giàu lắm. Có được 3 hay 5 đứa con vậy đó. Rồi cái bà đi chùa bà chỉ cúng bà nói vậy thôi. Thì sau đó bà chết. Để lại đứa con với người chồng rất thương bà. Thì bà về trên đó thì ông vua hỏi chứ hồi sáng giờ Khanh đi đâu.
nói dạ con em ra chùa ngoài em hái bông rồi em thấy mệt rồi cái em chết, em xuống nhân gian em làm vậy 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 đó. Thì ông vua nói dưới đó mấy năm 60 năm trên này mới có, sáng giờ khanh mới đi hái qua đó hả, tại thời gian trên kia nó khác mình như này. Thú thật là cái chuyện này tôi không có trực tiếp đọc, nhưng mà một sư cô đã giảng lại cho tôi nghe là chính cô ấy đọc câu chuyện đó. Thì quý vị thấy cũng xuống này cũng có con có đồ là cũng chia lìa cũng khổ vậy đó. Trên kia ông kia mới thấy có một chút à, thầy đâu có khổ. Yeah, tại tại vì cái đừng nói chuyện khổ mà sao thầy nói chuyện sướng. Yeah. Khổ của cái trời là quả gì, sao đang nói chuyện khổ của cái quả nhân gian, nó có liên quan với khổ của trời không? Nhưng mà cái quả trời thầy trong... bắt bẻ trước chứ để yeah. Nhỏ nó bắt bẻ nó còn khổ hơn ở nữa. Trong trong kinh phật nó quả trời nó cũng có bị cái khổ gì tử chết. Chứ bây giờ mình làm một cái phước báo nào đó thì nó tương đương với mình đầu thai lên cõi trời bao nhiêu năm trên cõi trời đó, thì cái phước báo nó mình end up nó hết rồi mình phải xuống mình trả những cái mình làm trước khi mình làm những lành làm lên cõi trời phải trả tiếp. Thành ra khi chết nó cũng có đau khổ là tử sanh lão bệnh tử. He finally got it, bây giờ mới nói đúng. Bây giờ nó quanh nó còn, so far he's just chasing his own tails. Really, the gods, you cannot really call their existence is suffering at all, because none. Mình phải nói là cuộc sống trên quả trời, and this is not an advertisement, by the way. I receive no speaking fees at all from the Christian gods and the other gods. Thầy phải xin đính chính rõ ràng, thầy cũng có một cái sự tư lợi trong cái chuyện nói là mình khuyến khích quý vị lên quả trời. No, am I promoting you reborn to the heavens? Okay, but if you go to the heavens, there's really no suffering at all. Thực sự khi bị mà lên sinh lên quả trời á, là không có khổ gì. This is why the Christians, when they aspire to go to be with their God, actually it's a good thing. Ví dụ chẳng hạn như bên đạo Thiên Chúa Giáo, người ta hy mong được sinh lên quả trời là chuyện rất là tốt. It's a good thing. You have to be truthful about it. Okay, or the Hindus. They wish to go to be the Vishnu and Alibaba, whatever the name is, not Alibaba. That's a website. thì bên Ấn Độ giáo ta lên, tôi muốn lên cái gần cái cõi trời để mà gần cái thần của họ đó. It's even higher level heaven, even more pleasures. Much better off than even the Christian heavens. Ở bên Ấn Độ giáo, quý vị lên sinh được quả trời, mà quả trời vô sắc giới của họ đó, sắc giới của họ đó, họ cũng sắc giới vô sắc giới của họ, họ cũng sung sướng ấy, quả trời của dục giới nó nhiều. So all the heavens are very very pleasurable existence. Nên tất cả mọi cái quả trời trên đó đó, thường thường quý vị rất rất là sung sướng. You lead a heavenly existence that's filled with pleasure, and you're able to do things that you enjoy. Nên cuộc sống trên quả trời là quý vị rất là sung sướng, làm những chuyện mình thích thú. Okay. So where is the nature of suffering? Cái khổ chỗ nào? The only suffering they experience is towards the end of their lives. Cái thời gian duy nhất mà họ khổ là họ là lúc cái cuối cuộc đời của họ. When the heavenly blessings run out, khi mà thiên phước của họ hết rồi đó, then they begin to die. Thì lúc đó họ bắt đầu chết. In particular, you are in the desire heaven, nhất là quý vị nếu mà sống trong cái cõi dục giới này, cõi trời dục giới này, nên the desire heaven where we are right now, desire realm, desire heaven is six levels of desire heavens. You born in any of those six levels of heavens. When you die, you know you're dying. Your body begins to decay. Okay, you have manifestation of your impending death. Trước khi mà trong cõi trời đó, thì lúc mà quý vị chết đó, thì có những cái hiện tượng nó báo cho quý vị biết là quý vị sắp chết rồi. So you know your time is coming to an end. Có nghĩa trên những quả trời như vậy, quý vị biết thời hạn mình đã tới rồi. And those are unmistakable manifestation, những hiện tượng nó không thể nào lầm được. For example,
you begin to perspire. Ví dụ như quý vị bắt đầu chảy mồ hôi. As a heavenly being, you never perspire. Như một cái trên quả trời, quý vị không bao giờ chảy mồ hôi. That's why you never have to take a shower. Quý vị không bao giờ cần phải tắm hết. Okay? So that's and your entire existence you fill with bliss and leisure. Cuộc đời quý vị là rất là được an lạc. Whereas through the end of your life you feel so restless. Hoặc là lúc mà ngược lại, lúc mà quý vị sắp chết á, cảm thấy người rất là bồn chồn, khó chịu lắm. Okay. All right. Why is it called suffering? Why is it being restless? Or why is it perspiration and smelling a little bit is called suffering? Tại sao mình lúc mà những quả trời người ta tâm thần nó bấn loạn hoặc người ta chảy mồ hôi, người bắt đầu nó hôi hôi một tí, tại ngoài cái là khổ. Why is that? Actually, it's called unbearable suffering. Sự thật cái đó gọi là khổ, họ không thể chịu đựng nổi. Because they never have any suffering before. That họ chưa bao giờ khổ. So a little bit of suffering, it's like to them, is unbearable. Vì vậy, khi mà khổ tí xíu như vậy thôi, to us, it's like, oh, come on. Take a shower tomorrow, okay? Use sure deodorant, you know? Cái quả mình thấy cái gì đâu cái gì khổ. For us, suffering is a lot more severe, a lot worse. Nhưng cái cõi cái nhân gian này, cái khổ thiệt sự nó mình khổ, cái khổ của mình thiệt sự nó mình gọi là khổ. Whereas the suffering in heaven is so much like an inconvenience. Ngược lại cái khổ trên cõi trời thiệt là đối với mình thiệt là chỉ là một cái không có thoải mái thôi. And yet to them is severe suffering because they never have to experience before. Nhưng ngược lại, quả trời họ cái đó đối với họ là cái khổ nó không thể chịu đựng nổi, tại họ chưa bao giờ khổ được như vậy. Okay. And that moment, they cannot take the suffering. Lúc đó họ chịu khổ không nổi. They never suffered before, so literal suffering like that to them is just the end of the world. Thì lúc đó họ coi như là cái tận thế rồi, cái thế thành ra, and that's what the heavenly beings do experience suffering at the end of their lives. It's the kind of suffering actually that they cannot bear. Thực ra bởi vì quý vị biết không, trên cõi trời đó là mình tranh ở đó có nhiều sung sướng của cuộc đời, nhưng khi mình chết đó, mình có một cái khổ mà họ chịu đựng không nổi, họ khổ dễ sợ. Okay, because of that, they fall. Vì cái khổ họ chịu đựng, họ mới đọa xuống. You see that? They cannot handle the pain, that suffering, that's why they fall. Vì vì họ bị đọa. So most heavenly beings, they fall. Vì vì, đại đa số những cái người mà trên quả trời, họ rớt xuống. Vì họ chịu đựng cái khổ rồi. They cannot handle the suffering. That's why they fall. What's the analogy? Nó tương tự chỗ nào? Same thing here. If here you live, cõi này cũng vậy. If you here you live and you can bear with the suffering, you can do with the suffering right now. Thì bây giờ quý vị cõi này nó tương tự chỗ nào? Chỗ quý vị đây quý vị cũng khổ nhưng cũng chịu đựng cái khổ được, quen rồi. But towards the end of your life, thì lúc mà tới cái cuối cuộc đời của quý vị, then most of us will experience a kind of suffering that we cannot handle. Rồi lúc đó chúng ta, đại đa số chúng ta sẽ gặp những cảnh khổ chúng ta chịu đựng không có nổi. For example, your body hurts so much, chẳng như cơ thể quý vị nó đau đớn dễ sợ lắm. Right now you okay, bây giờ quý vị không sao hết á. Okay, cơ thể quý vị được. But when you get older, quý vị lớn rồi, you have arthritis, quý vị bắt đầu bị phong thấp. Your kidneys are failing, thận quý vị nó bị hư. Okay. Your liver is not functioning. Cái gan nó không làm việc nữa. If you're diabetic, cái gì mà bị tiểu đường, then your whole body is falling apart. Những cái người bị tiểu đường là cái cơ thể của họ đang nát. You're diabetic.
your whole body decays at the same time. And at that time, at that point, the suffering is unbearable. Thì lúc đó, cái vị cũng chịu không nổi luôn nữa. So suffering is very relative. Thành cái khổ nó rất rất là nó tùy cái bất cứ chỗ nào mà có khổ chịu không nổi. That's exactly his point. Đó là cái ý mà thầy Hiền Trì nói nãy giờ. He says, wherever you are, in as long you're cycling through the wheel reincarnation, nếu như quý vị vẫn còn vòng trong cái vòng luân hồi đó, okay, you will experience a lot of suffering, and particularly at the end of your lives. Thành đại đa số chúng ta, những cái người mà còn trong cái vòng luân hồi này, thì bị có một cái khổ, nhất là cái khổ mà khó đối phó nhất, the worst, the most difficult suffering that we must face is towards the end of our lives. Cái khổ mà khó khăn nhất mà chúng ta phải đương đầu với là lúc chúng ta chết. At that point in time, you cannot handle it. Lúc đó, cái khổ đó, the nature of that suffering at the end of your life is such that you cannot handle it. Cái khổ khi mà chúng ta chết trong cái cõi lục đạo này, in the sixth path here, in the wheel reincarnation, the nature of suffering is that you cannot handle it. No matter how smart you are, lúc đó khi bị có thể thông minh nhất, you might be a scientist, and you now confined to a wheelchair, and now you watch as your body decay when your mind is still functioning. That's a lot of suffering. Chẳng như là có người khoa học gia đó, ông rất nổi tiếng là thông minh nhất ở thế giới này, thì ông đó, là cái óc làm việc được, mà cái thân ông nó bại, nó nát rồi. Chỉ còn cái óc làm việc được thôi. Okay, that is suffering. If you're so smart, how come you have no control over your body? Okay, nếu mình thông minh như vậy, okay, you can solve any problems except your own problem. Những người thông minh, họ gọi là quá thông minh, họ bất cứ gì họ cũng giải quyết được, trừ ra cái vấn đề của họ thôi. Okay, and that's the nature of the existence. In this world, at the end of life, we cannot handle the suffering. That's why we fall. So we will suffer some more next lives. So it decays. It gets worse and worse and worse and worse. One existence after another, after another, after another. Thành cái khổ là vậy đó. Là nó thường thường, nó quý vị, đại đa số mọi người, I'm talking not 100%, but the overwhelming majority of the people, okay, is that they will, at the end of their lives, they suffer. And they cannot handle their suffering. That's what he's talking about. And, why and he says, that's why you need to do something to break that vicious cycle. And China is one of the methodologies. And Thầy Hiền Trì mới nói là, vì vậy, quý vị phải cần ý thức được cái chuyện đó, mà phải cần tìm cách mà thoát ra cái vòng luẩn quẩn đó. Okay? Không phải là và cái đó là cái thiền mới là một cái phương pháp. You have a question right here. That was interesting. So, how do you say that with chan, when we're at the end of our life and in a lot of pain, somehow we're going to be able to meditate? Điều là câu hỏi là phải trong cuộc đời mình dùng cái meditate mình giải quyết được cái đó không này. She says that she's asking, let me repeat the question, Master Xianqi, are you saying with Chan, at the end of your lives, even when you're suffering, we're able to meditate? Họ hỏi là, với cái thiền công đó, công phu thiền đó, thì cái vì, nếu khi cái vì lúc mà cuộc số cuộc đời mà mình, cuối cuộc đời của mình khổ sở, mình có thể thiền được hả? Thì cái khổ sở đó, nó sẽ làm cái động cơ để mà mình tinh tấn là mình giải quyết. Thứ nhất, thứ nhì là khi mà mình có đủ phước rồi thì sẽ gặp thêm tri thức dạy mình và có điều kiện, có bài học để dạy để mình thành công trong đời này. Mình tu thiền để thành công trong đời này. He's not answering your question. The question that she's asking is, at the end of life, when we're suffering, we cannot handle the suffering.
How can chan help? Is that what your question is? Yeah, nếu mà mình không có tu mà đến đời cuối đời thì mình không thể nào dùng thiền định mà mình ra nổi, không có cái pháp nào ra nổi, kể cả niệm Phật cũng không ra nổi nếu mà mình không có tu từ bây giờ. He says that if you don't practice right now when in your life you cannot get out, cannot handle the pain. The question she's asking is, if you practice right now, chan right now, at the end of your life, can chan help face that unbearable suffering? That's her question. Correct? Tức là khi mình thiền, khi mình chết thì nó đau đớn vậy thì cái cơ thể đau đớn thiền có giải quyết được không em thầy? Thầy câu hỏi bây giờ tôi sợ đau rồi, bây giờ tôi tin thầy tôi thiền, lúc khi tôi chết cái thiền nó có thể giúp tôi đối phó được cái đau đớn nó được không? Thì cái giáo lý của thiền, giáo lý của Phật giáo đó, mình có hai cái. Một là cái tâm mê của mình đó, mình nhận cái này là cái thân của mình, nhận cái vật lý, thân vật lý mấy trăm bao của mình là mình. Thứ hai là cái nghĩ suy, cái cảm thọ của mình là mình. Mình luôn luôn mình nhận như vậy. Thì Đức Phật dạy cái đó là mình vô minh, mình sai lầm. Cái đó không phải là mình, mà nghiệp chướng nó tạo nên thôi. Thì trong thời gian mà tu thiền, tu tịnh độ, bất cứ tu pháp môn nào niệm Phật, lấy cái đó là căn bản, là Đức Phật dạy mình phải nhận ra là cái đó nó không có thật. Thì mình trang bị cái đó luôn luôn vậy thì mình tu, lúc nào đó mình nhận thật cái Phật tánh của mình thì cái này không phải là mình. Thì mình sẽ qua khỏi cái khổ lúc mà mình đau khổ, lúc sắp chết, hoặc là lúc bệnh thật nặng, qua nào, chịu được, qua được. Kể cả bị chặt đầu cũng qua được. He's saying that based on the Chan teaching, you know, we're taught to contemplate that this body is not real. Don't be attached to it. It's a temporary body, and therefore you keep on contemplating that in the meditation skills, then you'll be able to rise above that pain and suffering when you die. Okay. You agree with that or not? Quý vị đồng ý như vậy là không đồng ý? Tại vì trong Master Xianche, do you agree with that? Yes. Tại vì trong các kinh Phật giáo đều có nói, kinh Mật Tông, Tịnh Tông, Thiền Tông đều có dùng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là cái xương sống của cái giáo lý của Phật, là cái chân tâm, chân không nó mới là thật sự trường tồn. Còn cái vọng tâm mình suy nghĩ hàng ngày không phải mình, mà mình tại vì mình vô minh, mình cứ nghĩ là mình, cho nên mình đủ thứ chuyện hết. Thành ra nếu mình giải quyết được cái đó thì tất cả khổ nạn nào cũng qua. Cái câu đầu trong kinh Bát Nhã đã xác nhận như vậy, chiếu kiến của Quẩn Dây Không là thiết khổ ích. Thì chẳng hạn như ngài Hòa Thượng Quảng Đức đó, lửa cháy gì mà vẫn ngồi chịu nổi qua, đâu có sao đâu, đâu có nhúc nhích, đâu có gì đâu. Người ta đã nhiều đời, nhiều thời gian người ta quân tập cái đó. Chẳng hạn những có ông thiền sư mà chết mà vẫn, chẳng hạn như nó mai tôi chết, rồi chẳng hạn như mà dở cái nắp hòm chung vô nằm chết, tỉnh bơ, muốn đi giờ nào đi. Đâu có phải để cái khổ của cái chết nó điều khiển mình nữa. So cái người he cites the Heart Sutra where he says Bodhisattva contemplates that the five skandhas are empty. Maybe he crossed beyond all the suffering and difficulty, so it's possible. In particular, for example, there is a famous burning monk, Vietnamese burning monk. You heard of him? Yeah. He's able to put his own body on fire, and he didn't even experience any pain. You see, so it's possible. When khi mà ông ấy người ta tạt xăng lên á, cái hộp quẹt nó ướt, quẹt không được. Thì ngài mới đưa cái tay ra giấu ngoài, nó thảy cái máy phật một cái. Chứ đâu phải ngoài nó quẹt tới châm đâu. Cái đứa học quẹt để trước chuẩn bị đã ướt rồi. Thì ngài mới ra giấu ngoài, nó liền quẹt khác cho phật lên là xong. Nếu nóng thì ngài nhúc nhích nhảy rồi. Ngài còn nói trước, nếu tôi mà ngã sắp tới đó, quý vị trốn ở Campuchia, Lào tôi đi. Nếu tôi ngã ngửa ra là thành công. Nó không còn là áp nữa. Chính phủ nó bắt nó nhốt, mà mật vụ nó nhốt, đâu mình đâu có thấy. Mà sau khi mà ông chế độ nó sụp đổ rồi thì trong các nhà thờ các tăng bị giam rất đông, thì ông hy sinh cái thân ông để cứu như vậy. Nhưng mà mình không nói chuyện đó, ông nói chuyện chính trị gì đó, nhưng mà mình nói cái đau khổ, cái nóng lúc chết đó, cái người tu thiền người ta qua được,
Mà bất cứ chẳng hạn tịnh độ nếu mà quán cho đúng, bạc bát nhã tâm kinh vẫn qua được, chứ không phải riêng Thiền Tông. Đức Phật dạy cái rõ ràng cái đó. Nếu mà không theo Phật giáo, không biết cái bài bát nhã thì theo vô ích, theo như mà mê tín thôi. Nhà Văn Thiện đồng ý là không? I asked the gentleman, he is well read. He has his own opinion. Master Xian Chi clearly has none. Yes. Thì đó là câu hỏi của một cái người bình thường. Còn thầy á, hiện trình thì nói của một người đã cắt đạo. Cắt đạo dĩ nhiên là họ coi cái thân này là vô thường, coi cái thân này là không có. Chắc tức thì không. Không chắc thì tức thì chắc, tức là không có. Mà không có thì đâu có đau. Đau khổ. Còn những người chưa. So let me translate before I forget. He says that the crisscrossing, what Vicky is asking about is from a ordinary person who practices meditation at the end of her life. She says, can my meditation skills help save me? Whereas Master Xian Chu's answer is about this monk here or about these bodhisattvas who have accomplished the way already. So therefore, they can rise above the body already. So therefore, they're not affected by the suffering on the body. Okay? So theo bác nghĩ là người phàm tu có thể làm được hay không? So the question remains, can Vicky handle it? Cái con bây giờ con hiểu rõ câu hỏi rồi. Nếu mà tu thiền hoặc tu bất cứ pháp môn tịnh độ nào, pháp môn nào có độ Phật giáo mà tu chưa có đúng mức thì vẫn bị suffering như thường, tại vì chưa có đạt được cái cốt lõi của cái giáo lý. Còn nếu đạt được thì không cần cái người tu sĩ, cái người thường, mà nếu mà theo giữ đúng giới luật rồi cũng tu theo đàng hoàng vẫn được như thường, với điều kiện là tu cho đàng hoàng, gặp thiện thì thức chỉ đu cho đúng, tới đạt cái mức tứ thiền hay là củ định gì lên gì nữa đó, con không biết, nhưng mà con cũng chưa tới, nhưng mà con tin như vậy con mới tu. Còn nếu mà mình tu chưa tới thì cũng thua thôi, đâu có được đâu. Sao? Nói cho hết đi. Đó thì con nghĩ vậy đó, nếu cái người thường mà dùng thiền mà tu, mà mình phải hỏi tu như thế nào, tu bao lâu giờ, có ai chỉ dạy hay không, thì mới trả lời được là chịu nổi cái đau khổ hay không. Còn nếu cái người đó mà, cái câu hỏi rõ hơn nữa, nếu người đó tu đàng hoàng, có thầy chỉ đàng hoàng mà tu đúng mức, thì rõ ràng là đạo Phật nó có giá trị, chứ đâu phải là một cái lý thuyết suông đâu. Nhớ. Trả lời sao? He has his own opinion. This man here don't he has his opinion. He just doesn't say it, that's all. He disagrees, but he doesn't say it until you force him. Okay, he says that if you have accomplished the way, then you can rise above your suffering, you can annul your suffering and rise above the constraints of your body. Therefore, you won't suffer at all. You won't be affected. Okay, that's why you get out of the reincarnation wheel, because you're no longer affected by the bodily pains that you experience at the end of your lives. Thì rất quan trọng, bác nói rất quan trọng, nếu như cái người mà hiểu đắc đạo rồi á, thì họ có cái trí huệ, họ có thể vượt qua những cái sự thống khổ, cái hạn chế của cái cơ thể này, cái đau khổ của cơ thể này,
and họ không thể nào bị đọa được nữa. That is correct. Okay, this way pays for you to come to this way. Thằng quý vị phải nên đắc đạo. Yeah. No question. Okay. So far so good. Okay. Number two, he says, on the other hand, if you're a lay person, you haven't accomplished the way yet. Ngược lại, cái vị là người phàm phu mà chưa đắc đạo thì làm gì bây giờ? He says, then you need to practice in order to turn your karmas, to transform your karmas. He means karmic retributions, so that you'll be able to handle it when you die. Thì bác nói rằng, nhắc lại, bác nói là nếu như cái vị mà chưa đắc đạo thì cái vị phải hiểu cái tầm quan trọng của tu hành để mình chuyển cái nghiệp báo của mình. Là cái lúc mình chết đó, mình có thể thoát được. Mình không khôn ngoan, mình tu, mà chỉ tu để tìm cái lợi thôi. I elaborate for his sake. If you only practice in order to gain benefit, practice in order to get a red Ferrari, hoặc cái vị tu mà chỉ lo tu và tạo phước để được cái nhà lầu, xe đẹp, ha? Vợ đẹp, con ngoan, okay? Thì lúc mình chết mình thoát được. Then your blessings, you will not be able to turn your handle the situation when you die. That's what he's saying. Okay. But he still doesn't answer. What about your meditation skills? Nếu vấn đề ông này vẫn chưa trả lời thẳng là tôi tu thiền. Okay, các bạn đã bảo là tu thiền. She's a meditation person. Okay. How, you know, how can I use meditation skills to end my life? Yes, is that what you mean, right? You still not happy. No. Cô này vẫn chưa thoải mái như thường. Tại vì cô nói tôi là đang nói về cái thiền. Cô phu thiền tôi có ngày hôm nay. Mà tôi tu đó. Lúc mà tôi chết đó. Thì cô cũng hỏi như đúng không? Thì tôi tuyệt nhiên. She's like the old woman, same thing. She says, I'm, you know, I'm meditating day and night. Tôi thiền ngày đêm. In the Buddha hall. Vô trong Phật điện. Ngồi thiền cả ngày đêm. And you know, I want to make sure that when I die, I'm able to handle this suffering. Muốn khi tôi chết, tôi phải có, tôi muốn biết là tôi cần làm, tôi có là cái công phu tôi có thể giúp tôi được thoát khổ là không? Yes, I have a question over there. Con hiểu rồi. Bây giờ như thế này, cái người bất cứ tại gia xuất gia gì, nhưng mà nhập định với at will, tức là theo ý mình muốn thì chịu được. Thí dụ như thầy nói nhập định là gì, là lúc đó tư tưởng nó dừng lại, mình không thấy con mình nữa, thì nó qua được. Còn mấy người tu thiền mà tu giỏi cỡ nào mà không nhập định tư tưởng nó còn thì không thể nào chịu nổi. Nó sẽ hành hạ mình. So he says that, oh, I figured it out now. I got the question now. So if you're able to enter samadhi like Master says, now he's getting smart, he's quoting me. Bây giờ ông già ông khôn hơn tí rồi. Bây giờ bắt đầu tức là phải nhập định theo ý mình á. Chứ còn nhập định mà lúc thầy ra để mà nói. Yeah. Sư phụ mà nói như vậy chắc chắn là đúng rồi. He said, if Master says it must be true, if you enter samadhi, then you will have no suffering at all. Have two questions. You have to wait for your turn, young man. They're going to cut him down by the knees eventually. Trust me. Trước sau nó sẽ chặt đúng đầu gối. Không cách nào mà né được. Tụi nó giữ. They're vicious, these people. Mấy cái tụi nó ác lắm. Yes. Say, ordinary people, can they attain the way this lifetime, or it has many lifetimes? Hỏi là người phàm phu là kiếp này đắc đạo được không, hay là phải rất là nhiều kiếp? Okay. And what's the second question? No, same question? That, you know, it depends on your samadhi level, if you can handle or not. You know, towards the end of your life, but you know, if not, you just go to the pure. We have a traitor. I mean, this is a traitor. We are doing chan and he says, go to the pure land, man. you have to stick it out with chan, my boy. This is not right. Cái câu hỏi mình là dân thiên mà bỗng nhiên nói là thôi mình mà nhập định được thôi mình bỏ mình đi Tây Phương Cực Lạc. Hèn quá, this is cowardice. Come have some spine.
This, I feel offended. Thầy thấy thất vọng. Yes, I feel so disappointed. Yes. Cái câu hỏi chưa có rõ là tôi hỏi cô. Cô nói cái cách cái câu hỏi còn mơ hồ là mình đâu phải là một đời này, mình là một cái chuỗi liên tục của luân hồi. Thì cái người đó tu thiền đời này mà họ đâu bao nhiêu đời trước có tu chưa? Và đời này họ tu bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày? Và họ có giữ giới hay không? Nó còn nhiều vấn đề lắm chứ không phải hỏi như cái câu mà mơ hồ như vậy mà trả lời được. Ví dụ ông đó, ông đã tu 8 đời rồi, bây giờ một chút xíu nữa ông đắc thôi thì khác. Còn cái ông mà giống như súc sanh mới đầu thai lên chưa biết gì hết, cũng làm người đâu có biết ổng là đời trước làm cái gì đâu, thì ổng tu hay khác rồi, lâu hơn chẳng hạn. He says, he is always arguing with her. He says, I disagree with you. The way you phrase the question is improper. Because if you say this lifetime, how do you, what makes you think that you haven't cultivated in many lifetimes before? So, you know, so the question is imprecise. It's not, it's no clear cut answer for that. Yes. That's just interesting. I try really hard to cultivate. I have a hard time sitting for very long. Mm. When you think of people when they're at the end of their life, they suffer a lot for a long time. 24 hours a day, many days, weeks and weeks, they're dying. It's not fast necessarily. So I'm thinking, okay, I'm trying to cultivate. I can cultivate like I don't know how long, not very long. And I'm supposed to be able to endure all that suffering. So I wonder how am I going to get there. I think that tôi nghĩ là tôi nghĩ là cô so much suffering. Theo okay, theo tôi okay. Cái đạo Phật á, tôi biết á là thí dụ bây giờ tôi tu đến tam thiền tôi chết đi, tam thiền tôi cũng sắp đến khi tôi gần chết, tôi chết. This is the danger of allowing you to ask all kind of silly questions. Thì khi mà tôi đầu thai là như thầy trụ trì nói đó, yeah, the more you ask, the deeper we sink. Nó hỏi càng hỏi mình càng lún xuống. Thì nếu mà trường hợp mà so that's why you know he's inexperienced. Thầy, ông thầy này ông dở, ông thiếu kinh nghiệm. Thầy cho nó một đêm hỏi một câu khó thôi. I have a rule of thumb. I say every single session you ask one hard question. Second hard question we don't answer. Thì theo tôi nghĩ chẳng hạn như cá nhân tôi nè, bây giờ tôi tu tới đây mai tôi chết, tôi biết tôi chưa có được cái gì đó. Mai tôi ra xe đụng tôi chết đi, thì hoặc là rồi vô nhà thương tôi nằm tôi đau đớn đủ thứ, bị nó cắt nó mổ đủ thứ đau chứ sao không đau. Thì có thể tôi cái phước này nè nó chưa chín mùi thì tôi đọa do cái đời trước tôi làm cái gì đó thì nó trả liền. Tôi sẽ làm con chó con mèo hay là cái gì đó không biết, nhưng mà cái tôi làm ở đây tới giờ này nó ngưng nè, đời nào nó đủ cái duyên rồi tôi tu tiếp, tôi tu tiếp đến khi nào mà tôi làm chủ được cái chết. Nếu tôi còn ý chí tu thì nó phải tới thôi, đó là luật nhân quả thôi, không có chạy đâu hết. Có thể là tại vì đọa đó, thì do tôi đau đớn trong nhà thương tôi rên xiết đó, nhưng mà cái tôi tu đây nó không có mất, nó theo tôi đến cái đời nào đó đủ nhiều duyên tôi tu tiếp. Thì đạo Phật là nó giống như một cái mặt trời mọc sáng lặn, nó như vậy hoài, nó không có dứt đâu, nó luân hồi mà. Cho nên tôi tin như vậy. Còn tôi cũng không có nói đời này tôi chết mà tôi làm chủ được nữa, nhưng mà tôi vẫn đi giống mình học vậy đó, mình ngưng rồi mình có thời gian đi làm rồi có thời giờ trở lại học tiếp, đi tiếp chứ không có giờ ngưng. So his point here is that is no guarantee that you'll be able to handle it, but cultivation is important because whatever you can practice and achieve this lifetime, you can carry it with you to the next lifetime and continue working on it. It's very beneficial for you. It's something you can carry with you to the next lives. Okay. Thì ý thầy thì nói là quý vị mặc dù có không đắc đạo kiếp này nữa, mình chỉ cần tu thôi. Mình tu thì mình có những cái thành tựu, mình có kiếp này thì kiếp sau mình sẽ đem theo nó cho những kiếp sau. Okay. So it's just out of curiosity, just for your information.
nói cho cái vị biết là why did that burning monk not suffer at all? Tại sao cái ông Thích Quảng Đức đó không có đau đớn gì hết? You know why? Is it because he saw that the five skandhas are empty? Có phải tại vì ông thấy được ngũ uẩn giai không không? Ông thấy cái thân mình không còn nữa không? No, that's what Kim says. Cô Kim có nói không? Yes? Tony said he left the body. You guys are so creative. Cái tuổi trẻ nó có những nó tưởng tượng nó phong phú vậy sao? Nó trước khi ông chết ông bay cái hồn. Okay. What else? Who else? Bác Thiện nghĩ sao? He says, take the example that the burning monk, he feels he's a bodhisattva, therefore he's no longer attached to the body. You agree or disagree? Đồng ý là không đồng ý? Cái đó mình không có biết Bồ Tát hay không, tại vì người ta đặt, người ta nói vậy thôi. That's nhưng mà, disagree, nhưng mà says, cái bằng chứng là, bằng chứng là khi lửa nó nóng như vậy, ông không có nhúc nhích, không có quản. Only we observe is that when his body is burning, he's not even budging, meaning he's not feeling the pain at all. Yes, Joseph. He couldn't take it? No, I said he could have taken it. Yes, that's exactly. Yeah, he could handle the pain from the burning, the body burning, he could handle it. Yes. Anyone? Có ý kiến? He says he sacrificed himself for Buddhism, Vietnamese Buddhism. Therefore, he can rise above that. Huh? Chẳng hạn như cái ông hòa thượng dạy pháp cho tôi nè, bây giờ 92 tuổi nè, không còn sống Việt Nam nè. Ông ngồi trên đàn tràng, ông đọc chú để thí thực cho ma quỷ đó, mời với địa ngục rồi về, rồi các nơi về ngày thí thực rồi cho rồi xong làm lễ đưa đi. Em ruột tôi nè, nấu nước với bếp đưa lên, nước đang sôi nó chế cái ly em cầm uống. Cái nước để mình thủy cũng không đọc được, uống cái đó không có đọc chú được, nó khang tiếng. Thì người ta phải có cái pháp nào đó để người ta làm cái chuyện đó. Mình không biết cái nào ngày không có dạy, tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng mà rõ ràng là như vậy. Thế nóng hay lạnh hay là cái chuyện. Rồi, both high heat and low heat and low cold or whatever. Yes, question. Maybe who is that? After the incident, he was already dead. So we are all just if, but it's actually we don't know. No, what we're talking about, let's say you, the moment that the body ignited, the heat there is very painful. That is real, before you die. Right. Are you saying he died before even that? It's probably not. He's clearly suffering, you know, I don't know about suffering from pain or not, but clearly if you put gasoline, put gasoline on your finger and try burning it and see if you feel any pain at all. Okay? We all have the same body. And you burn the skin, it hurts. Right. So the suffering is there. Right. The pain is there. How can you say that we don't know he's suffering or not? Of course, there's a pain. Because he said he's not feeling suffering. Who? You believe everything he says? So that's what I'm saying, because we don't know if actually he experienced pain or not. My question is, why do you think he's not experiencing pain? Thầy hỏi cái việc tại sao cái người nghĩ là ông này không có, ông sư này không có đau đớn. Why is it? Clearly he's not experiencing any pain. Rõ ràng ông có đau đớn, right? He sat there until the end where he either fell forward, backward, something like that.
Đó ra ông ngồi yên một chỗ. Ha? Cho tới khi mà cái thân nó cháy luôn rồi ông mới ngã gục gì đó. Tới ngã luôn rồi đó. Right there. It's documented. Clearly he's not experiencing any pain from the fire, from his body on fire. Yes, sir. He didn't go to the Pure Land. Forget it. He says after he died, the cook took out his heart, and then the Americans rode a tank over. The heart would not break, and then the airplane flew and then dropped a bomb on the heart, exploded. It didn't break the heart. That according to her, yes. She says she still remembers. She was very young, still remembers so vividly how the bomb dropped down. Yes. The footage, he didn't move, doesn't mean he's not feeling the pain. We don't know. No, that's exactly the question. If you feel pain clearly, you'd be jumping. Right? Yeah, where he could sit like that, clearly he's not experiencing any pain. That's a fact. How can you say that he's experiencing pain? Clearly, you burn his arm and he's not even moving. Therefore, he feels no pain from the burn. That's the question. From the beginning. Yes. Was he very dead? Check YouTube. Anyone? Why is that? Enter samadhi, exactly. He enters samadhi, nhập định. That's why he has no pain. It's a same line that he's talking about. Master Chin Shu talking about. Ông nhập định thì không có đau nữa. Then the question is, there's a reason why I asked that. Okay, what samadhi? Định nào? It relates to how you handle when you die. Yes. Agree? Mm-hmm. You better know which samadhi when you die, you're free from your bodily pains. Quý vị biết là cái định nào lúc quý vị chết đó, nó không quý vị nó giúp quý vị không bị những cái đau đớn cơ thể nó chi phối mình. What? Tenth samadhi, whatever it is, cái định thứ 10. Yeah. Yes. She remembers so vividly since she was younger. She says, so how come the heart is so wonderful? And therefore, how can the heart be so hard? She still has the phone there to prove to you. Anyone else? When he answers the phone. Yes, sir. So he was ninth? Chín. Sư cô già có ý kiến gì không? She has known. Okay. Thế trong kinh Lăng Nghiêm á, có cái vị tăng á đi khất thực. Rồi mới đi và lo ra, không có lo dòm dưới đất á, nghĩ giáo pháp Đức Phật dạy. Thì ông đạp nhầm cái gai độc. Đau toàn thân luôn. Thì ông mới trình bày với Phật là Phật hỏi ông tu thế nào mà chứng A La Hán, thì ngài trình bày cho ngài A Nan nghe, thì ngài nói là tôi đạp trúng cái gai độc. Thứ nhất, toàn thân là chịu không nổi, tại tôi lo ra, tôi nghĩ nó giáo pháp cho tôi vậy, tôi không có dòm dưới đất. Nhưng mà tôi nghĩ nó không thể đau cái chân tâm của tôi được. Thì thất tình lình, cái phiền não nó đoạn diệt cái ổng. Ngày chứng A-la-hán thì trong 21 ngày sau nó hoàn toàn sạch hết, thì ngày đắc A-la-hán. Ngày nói là đau, nhưng mà đau không có đau cái chân tâm của tôi được, chỉ là cái cảm giác vậy thôi. Cảm giác ảo thôi. Thì tình lình nó vừa đủ cái duyên sau đó, ngày chứng đắc nhưng mà nó chưa hoàn toàn. 21 ngày sau, sạch hết phiền não đắc A-la-hán luôn. Thì ngài nói, ngài tu là do cái duyên như vậy đó, ngài quán. Cái cảm giác của mình nó không phải là nó không dính dáng đến cái chân tâm của ổng hết. Cho nên, vừa lúc đó ngài ngộ đạo, ngài đắc. Cho nên ở đây nè,
cái bài học đó đây tôi ngồi với thiền giới đó, tôi cũng bị cái chân nó đau nhìn hồi năm 2012 á, thì tôi cũng bắt chước tôi quán kiểu đó đó, tôi còn lấy tay tôi bẻ thêm cho nó đau thêm đó, mà nó đau quá nó biểu mình buông chứ không thể nào quán kịp cái đó đó. Thì tôi nhớ một thời tôi ngồi chơi ở trong tù 1976 á, tôi nghĩ tới cái trạng thái tôi ở trong tù 1976 là khi tôi ngồi thử bắt chước Đức Phật tôi kéo vậy nè, thình lình cái thân tâm tôi mất, nhà cửa mất, tù mất, không còn cái gì đó. Thì tôi nhớ cái cảnh đó, tôi quán theo ông đó trật không được, đau quá đau rồi. Thì tôi nghĩ tới cái cảnh tôi thấy 1976 ở trong tù á, vừa nghĩ tới vô liền, tôi còn thấy được cái tay tôi bẻ cổ chân này nè, mà nhanh lắm, nó chỉ còn thấy được cái đó thì trong tích tắc cái đó mất luôn. Thì toàn thân tôi mất, cái chùa mất, thầy mất, người nữ này mất, mất hết, không còn, nó không trở lại như vậy đó. Lâu lắm tôi nghe chuông cái beng thầy gõ, tôi giật mình, thì coi như là tất cả như là con thằng này nhỏ nó chơi, nó đổ cái thùng đồ chơi ra đó, thầy ra, mấy người này ra, tôi ra, mọi người có đủ đây hết. Sau cái tiếng chuông thầy gõ, thì tôi không có hiểu là khi mình nhập định cỡ nào, cái từng lớp định nào tôi không biết, và tôi cũng chưa biết là khi định vậy người ta làm mình có nóng hay không, tôi cũng chưa biết, cho nên nãy giờ tôi không dám nói. Mà thầy nói cảnh giới chỉ làm cảnh giới mình thiền định, nó chưa có đắc cái tầng nào hết á. Nhưng mà phàm phu mà thiền như vậy thì những người mà A-la-hán rồi trở lên, tôi nghĩ chắc người ta phải có cái định lực người ta sao đó. Cho nãy tôi không dám nói là nhập thiền định không biết nóng hay đau không, tôi không biết, tôi không dám nói. Nhưng mà thí dụ như nãy tôi nói thấy không như vậy đó, mà lấy súng bắn tôi, nhiều khi tôi đau tôi đâu có biết, tôi chưa kinh nghiệm cái đó nè, nên tôi không dám nói. Mà khi nhập định mình không thấy thân mình đâu hết. Nói vậy đó. Một lần tôi ngồi với nhà bếp tôi uống trà, thì 4:10, ngày đó là ngày xuất gia của tôi đó, thì thầy thiền giới làm việc ghê gớm lắm, cũng làm dữ lắm, cho nên lúc nào cũng rảnh lòng ngủ à. Thì tôi nói thôi để 4:05 tôi kêu ông cho ông ngủ thêm 5 phút đi, tôi pha trà uống tôi ngồi cho tôi đỡ buồn ngủ, tôi chờ 5 phút nữa tôi kêu ông. Thì tôi ngồi uống vậy đó, thì tôi nghĩ ngủ quẩn dây không như Phật dạy ngộ ha, hôm qua cái tóc đâu bây giờ nó đi hết rồi, nó còn chút xíu à, để lát lên đây thầy cạo. Vừa nghĩ tới đó thôi rồi cái ngồi vậy thôi. Thì mình nghĩ chắc thôi là 5 phút rồi, thôi kêu ổng đi. Tôi nhìn đồng hồ là 5:10. Nó qua 1 tiếng đồng hồ luôn. Tôi nghĩ ủa bộ đồng hồ hư hả? Coi lại là 5:10 rồi. Thì lúc đó nếu mà ai làm cho tôi chưa có bị như vậy, tôi không biết là đối với cái thân thể vật lý mình, nếu người ta đánh người ta đốt thì sao tôi không biết, thế là nãy tôi không dám nói. Nhưng mà lúc đó mình không thấy mình đâu nữa đó, giống như mình quên vậy đó. Thành ra người nhập định có nóng hay không thì thật sự tôi chưa có bị đốt vậy, cho nên tôi không biết. Nãy giờ tôi không trả lời. So he says when you enter the body, you blank out, so your body even disappears. So you won't feel anything anymore from your body. But he's not sure whether before entering samadhi, the heat from the burning could prevent him from entering samadhi or not. That he doesn't know. Anyone has such experience? Ai có kinh nghiệm như vậy không? Have anyone ever tried entering somebody and burn your body before entering the body? Có ai muốn đốt cái thân mình? In, have you tried that? Nhưng mà có một ông sĩ quan đại hàng cô này nè. Hồi xưa qua Việt Nam một sư đoàn đánh ở ngoài Trung á. Ông kể là một người bạn ông đó. Ở trong Việt Cộng bắn rào này đại hàng nó bắn vô. Mà chạy vô trong cái chân ông đứt nãy giờ gãy xương mà ông chưa hay đó. Lúc đó cái căng thẳng giữa cái trận chiến, ông không có hay ông bị thương. Lúc đó ông không có nghĩ tới cái cơ thể, mà chỉ nghĩ đến đánh với giết nhau thôi. Is this a force in the realm, so don't do this at home, you know? Thành ra tôi nghĩ nếu mà tôi nghĩ nhập định cao thì sao tôi chưa biết. This is only theoretical discussion. Please don't do it at home, you special internet people. Okay, let me tell you, nói cho quý vị biết. Okay, Master Quảng Đức, thầy Quảng Đức á, lúc mà thầy tự đốt, when he burned himself like that, he entered the third stage arhat samadhi. Ông nhập cái tam quả của cái A-la-hán định. When you enter that samadhi, you cut off all your feelings. Và cái định đó quý vị không còn cái cảm giác nữa. So in that samadhi, he is able to cut off his feelings. So for example, not burning, but there could be
They could be cutting his fingers, or they could poke his eyes. It doesn't matter. He has no feelings. You know. Okay? He has no feelings. This is very special by the third stage arhat samadhi. Cái định nó đặc biệt lắm. Cái vì không còn cái không còn cảm giác. You have no more sufferings, no more feelings. That's why if they can burn his body, they can whip his body, they can crush his body, he has no feelings. Có đốt đi nữa hoặc là đánh đi nữa hoặc là làm gì nữa, cái cơ thể ông hoàn toàn không còn cái cảm giác nữa. Cái định nó như vậy. That's the nature of that samadhi. Chỗ cái đó là chỗ thầy nói lúc tư tưởng nó dừng đó nè. Phải không? Yeah. 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 But the problem is after he entered the samadhi, he's dead. So it doesn't matter, he's not out anymore. But then the cutting finger is worth it. Huh? Eventually, you have to be out of the samadhi, and then you feel the finger cut. Try it, and then see what happens. I haven't tried it yet, so I don't know. Cô nói là lỡ mình cắt cái tay xong mình đau xong mình nhập cái tam quả định xong rồi như này khi mình xuất định nó cũng đau như thường thầy nói thầy chưa bao giờ thử thầy không biết được. I haven't tried it yet, so I can't speak from experience. Yes sir, anything else? No, it's not ninth, between eighth and ninth. Cái định nó định thứ 8 thứ 9, nó là giữa thứ 8 thứ 9, chưa phải là 9. She goes back to her heart problem. He said, why is his heart is so hard already? Cái đó là tim nó thành hóa thạch, nó biến thạch rồi. He became stone already. Thầy đâu có biết được. Thầy có, I wasn't there. I wasn't even born. Hồi đó thầy cũng chưa sinh ra nữa. Thầy nói gì thế này nè. Cái sự thật như thế này là không phải là sao tăng cán không trái, nhưng mà có. See, lúc đó có phái đoàn. Another one. Phái đoàn Liên Hợp Quốc có biểu yêu cầu đốt lại. Every night is so hard. Đốt lại thì đốt không trái. Có cái đó, nhưng mà bây giờ sau đó thì không có gửi trong ngân đem về chùa nữa, mà gửi trong ngân hàng ngoại quốc. The other day we talk suffering, today we talk the samadhi, no suffering. We still lose people. Yeah. Yeah, nhưng mà giữ trong ngân hàng ngoại quốc giữ. Rồi sao chánh quyền mới vô họ lấy. Right. Thanks for coming. Yeah. Don't do it at home, okay, Ian? Don't cut your fingers. Thành ra, giờ trả lời vấn đề của mình là để cắt cái dòng đó, cái dòng mà linh hồi khổ mình nói nãy giờ đó, thì bây giờ Hòa Thượng Tuyên Hóa đem một cái pháp rất đặc biệt tới cái cõi này là thiền như vậy đó, để mình nói nãy giờ. Nhưng mà thầy Vĩnh Hóa có một cái phương pháp là kết hợp hay hơn nữa, là nếu mình fail như cô này, cô hỏi, cô Vicky hỏi là tôi chưa có đắc rồi tôi chết, người bình thường thì làm sao, thì nó kèm cái pháp dự bị là pháp tịnh độ, để đi theo với Phật Di Đà mà cắt cái dòng đó, cũng như mình di dân ở bên kia để mà tu tiếp. Chứ không phải là khắp thiền không, thiền không thì khác. Còn chúng ta, chùa chúng ta là thiền tịnh xong tu, thì chúng ta có thêm một cái nguyện, hưởng cái nguyện Đức Phật Di Đà mà đọc cái hồng danh Đức A Di Đà. Thì nếu mà chúng ta rớt cái bên thiền thì chúng ta còn cái tịnh để mà đi. Thứ hai là cái thiền nó làm cho tịnh độ, định tâm thì vô tịnh độ niệm sâu hơn và chắc ăn hơn cái người mà niệm tịnh độ thường. Nói chung chùa chúng ta là thiền tịnh xong thôi, để giải quyết vấn đề sinh tử chúng ta đó. So he's talking about something else, but let me finish my point. Thế nói cho xong hết cái ý rồi. Unless you are able to enter the third stage arhat samadhi, you still are potentially stopped by your bodily pain from entering it. Okay? Trừ phi mà quý vị tới cái định của tam quả A-la-hán á, trước dưới trường hợp thấp hơn đó, quý vị, cái đau đớn cơ thể quý vị nó khiến quý vị nhập định được. Okay? Meaning that even a first stage arhat or second stage arhat, có nghĩa là cái người sơ quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán, khi mà đốt cái thân như vậy không cách nào nhập định, they cannot possibly enter samadhi.
mấy cái người đó mà đốt một cái là ông nhất quả là hắn nhảy tưng tưng tưng, oh, nóng quá, đau quá, put it down for me please. Ok, trừ tam quả, lúc when you get the third stage arhat, you can enter the samadhi, what pain, là cái người tam quả đang đau, nhập định một cái là hết đau ngay lập tức. Tuyệt vời không? See, it makes sense for you to try to reach her stage. Thì những người quý vị chứng minh quý vị thấy mà sợ đau đớn, if you're afraid of pain, you have to get third stage arhat. Thì quý vị tới tam quả là hắn là sẽ ngừng lại. So far so good? Yeah. That's why we practice chant. Vì vậy chúng tôi mới tu thiền. It makes sense. Yeah. Yes? Yeah. Yes. Giữa 8 với 9. Từ 8 với 9 xa dễ sợ. What is this third stage arhat samadhi? I said it's between 8 and 9 samadhi. Between 8 and 9 is a huge leap. Giữa 8 với 9 nó xa dễ sợ. It's just very far away. That's why the non-Buddhist, they can get to 8, but they cannot make it to 9. Thành ra bên ngoài đạo đó, nó tới được 8 bát định, để không cách nào nó tới được cửu định. Tại nó khó quá, it's just too difficult. They don't know how to, họ không biết cái cách để mà tới. Only the Buddhists know, kiểu việc Phật giáo mình mới có thôi. Okay? And in order to get to 9, you need to go through third. Và khi mình tới tứ quả là hán, và cửu định thì phải qua cái tam quả là hắn được. Okay, nó khó như vậy, how difficult it is. Okay? So that's why when you practice chant, there are clear delineations of your samadhi power. Thành cái vị lúc mình tu thiền đó, nó có cái định cái vị nó rất rất là chính xác, định nghĩa rất là rõ ràng where you are. Determines your skill level. Cái định quý vị cho quý vị biết cái trình độ quý vị ở đâu. It's not vague at all. Không có mơ hồ đâu. In chant, very clearly look at you and say, okay, that's where you are. Nhìn quý vị biết là nó ở đâu kìa. Okay? Meaning that if she's there, meaning if I burn a finger, she's going, put it up, please. Thành ra nếu như mà cái cô này mà thầy đốt ngón tay cô, chắc chắn là cô nhảy cơ tưng rồi đó. Okay, no two ways about it. So that's why we don't burn her finger. Vậy không có chặt ngón tay nó được. Okay. Whereas if you go to Thích Quảng Đức, you cut his finger, so rim. Do it again. Cái bà cũng cười đó, khói vậy sợ. Now the lady is giggling. All evening says, you guys talk so serious. Cái bà này tối nói chuyện có vẻ nghiêm khắc quá. Bây giờ chặt hai ngón tay bà mới cười được. Now it takes cutting the second finger for her to smile. Thích trà tận người đàn bà. See, women are so cruel. Người đàn bà cái gì ác này. So I rest my case. Okay, so that's why when we practice chant, clearly, you know, it's very precise. Science behind it. It's not haphazard. Thành cái thiền mà chúng ta tu đó nó chính xác dễ sợ lắm. Okay. So if you want to be in control of your destiny when you die, you have to be third or higher. Nói cách khác, nếu quý vị mà muốn có tự chủ khi mà quý vị chết á, thì quý vị phải ở tam quả hoặc trở lên mới có tự chủ được. Okay. So what to do? The question still remains, what to do when you're below it? Okay, làm sao dưới đó bây giờ? What are the factors? Okay. Nó liên quan cái gì? Thì đấy là con sắp nói bữa nay là trong it's cái cuốn sách của... Samadhi. Yeah. Nó không liên quan cái định nữa. Okay? Because you have no control over samadhi. Cái vấn đề là bây giờ mình không nhập định được, cái định mình thấp quá. Your level samadhi is too low. You will experience pain anyway. Quý vị chắc chắn sẽ bị khổ, đúng không? Sẽ đau đớn, phản sư cô. Đúng không?
You're going to experience pain when you die. No two ways about it, okay? And it's going to affect you. You will not be able to enter samadhi nhập định được. So how do you avoid falling? Sao mà tránh được? Tránh đọa được, right? That's the whole point. My husband, he doesn't meditate. Chồng tôi không có thiền. Okay? I meditate, but I'm not at third level, I don't think. Okay? Mình thiền, thầy chắc chưa tới được tam quả. Okay? And so when I die, you know, especially when people plan to cremate me, nhất là khi mà mình biết khi mình chết người ta sẽ đốt mình đó. Oh, it hurts. Okay? So what do you do? Yes, sir. Shoot for the reaper. This guy is... You are a traitor! I'm not talking to him. He keeps on talking, shoot for rebirth. I said, no, we are a chant class. I refuse to talk about rebirth. Thầy Nhất Định muốn nói về cái... That's last week. Tuần trước tôi muốn nói về bản thân. Tuần này we talk about chant, man. Some young people, they are so one-track minded. Có những người trẻ mà họ chỉ nghĩ một chuyện thôi. So what do we do? Huh? What do we do? Sẽ tu tinh tấn lại. Làm sao bây giờ? Huh? What do Koreans have to say? Be careful. Don't play with fire. Don't play with fire. Cô nói, lúc mình sắp chết á, đừng cho nó đem lửa tới gần mình. Man, you guys are too much. Have you no feeling for someone who says, I'm going to suffer, I know I'm going to suffer, I hate pain, what are you going to do to save me? Mà cái vị phải có cái lòng từ bi một tí. Cô này cô nói tôi là sợ khổ, tôi đau đớn, sợ tôi sắp đọa, thế nên cái vị tìm cách cứu tôi chứ. What happens? We're losing another one. mất thêm người thứ nhì nữa. Oh, this light is not going well, my sister chiến trừ. Tối nay nó ra con hiền trì không lại gì, người ta chạy như là chạy giặc vậy đó. đúng rồi, cái cô này bỏ đi tại cái cô thân hương này là trong cái nhóm tình độ. she says I go to the field and I don't care what you say. Thầy, con có thắc mắc này nè. Đức Phật nói là khi mình chết á, lúc mình sắp chết á, con rùa đó quý vị lấy cái dao móc cái mài nó, lấy con rùa ra, nó đau cỡ nào. Thì Phật nói lúc mình sắp sửa hấp hối nó đau vậy đó. Thì nào giờ con có thắc mắc là nếu vậy mình nhờ bác sĩ chích thuốc tây cho mình trước được không? Cho mình uống thuốc giảm đau á. He says, he thought about it too. He says, then what if I ask my doctor to give me numbing cream? Oh man, you guys are killing me. You guys are killing me. Cái ông này, ông thầy này, ông chỉ ăn ôn con đồ gì cộng lắm. Ông nói là bây giờ tôi con nghĩ chuyện là đã lâu rồi. Thành ra con, he has said spoken Vietnamese already. Bây giờ thầy con chích thuốc tê sao? What if he gave me painkillers? Huh? What happened when you get a painkiller shot? What happened you gonna get painkiller shot? Huh? Where are you gonna go? Đi đâu? Oh, hell. Đi đâu? Suppose you get a numb cream or something. Yeah. Numbing cream. And now you have no more pain. Where are you gonna go? Bây giờ quý vị mà dạng như là bị nó chích cái thuốc không tê, không còn đau nữa. Thì quý vị đi đâu? Where are you gonna go? Yes. Yes, something. Yes, anyone? Đi đâu? Khi mình xả đau, thì mình không còn làm chủ được cái tâm của mình nữa. Thì mình kiểm chích cái tâm
mê đi. Mê đi thì cái tâm mê. Tâm cũng mê luôn. Mình đâu còn làm chủ cái tâm mình nữa. Mà mình niệm Phật thì mình giảng sanh. Còn cái cậu mà Boston mà đặt bom á, nó bắn, cảnh sát nó bắn bể hàm luôn. Nên là gần chết rồi. Bác sĩ cho thuốc cực mạnh là để sống qua một đêm để phỏng vấn, đâu có đau đâu. Không cho ngủ luôn, cho để cho thuốc bổ vậy cho ông sống. Rồi cảnh sát phỏng vấn suốt đêm luôn. Đâu so, có đau. So what happened, the gentleman, Vietnamese gentleman, he says, if you put injection and painkiller, then your mind becomes numb. Okay, so it's a state of confusion. It's not good either. Nếu quý vị trơ trơ như vậy, quý vị đọa vào súc sanh. If you have numb like that, your mind is numb like that, you probably end up falling to the animal realm. Therefore, I don't recommend you get a painkiller shot before you die. Và nên quý vị không nên tiếp xúc thuốc tê trước khi mà chết. Because, okay. And I'm not having any commercial interest in those companies. Anyway. Okay, so what to do? Okay. Làm sao bây giờ? Yes. What happens if you die in sleep? Then we bury you. Who do we care? Jeez. I'm struggling enough right now as it is. I mean, don't complicate my life, okay? I lost two people already. Tối nay chúng tôi mất hai người rồi. We no mood to lose any more people. Let me finish this session before more people leave. Actually, we just will gain one more, so it's okay. Okay, so what do? Ông sẽ ta cái như vậy này. What happened is that you really have the fact of the matter. You really have no control over where you're gonna go next when you die. Sự thật là quý vị khi mà chết đó, khó mà có tự chủ mình đi tới đâu. Đúng. Very difficult. Yeah. It's just a fact of life. Nó rất là khó. Yeah. Because your body will be in pain. Cái cơ thể mình nó đau đớn. Okay. And your wife is crying next to you. Vợ mình nó khóc. Nó nè nhè bên cạnh. Anh ơi, anh đừng bỏ em đi. Don't, honey, don't leave me. You know. Okay. So, and you say, woman, leave me alone. Can you see I'm dying? Ông chồng thì nói, trời ơi, sao bà mà ác vậy? Tôi thôi, cái bà, tôi chết tới nơi, bà cứ để tôi yên thân một tí có được không? You can't even talk, mình nói không được. Bây giờ bà cười tiếp, she's smiling too. Okay, because it's very, very difficult, nó rất là khó. Okay, so this is when your best bet is go get help. Quan trọng nhất là cái việc đi cầu cứu. Okay. Go get help. Đi cầu cứu. Rất là quan trọng. It's very, very important to realize that. Okay? Because this is when you need to go get help. This is one of the reasons why the Buddha taught, it reminded us about life and reincarnation. Phật dạy những cái luân hồi như vậy. The ultimately he says you need to get help. Cuối cùng Đức Phật nói quý vị phải đi cầu cứu. Not in those terms, but because if you're smarter, you need to get help in creating blessings so that you have so many blessings you cannot fall. Clear? Clear enough? Yeah. Đức Phật dạy á, sau khi mình chết á, mà người ta đi cầu cứu cho mình á, người ta tạo phước cho mình á, thì mình không thể nào đọa được. That's a nice thing about that knowledge. Okay. Don't be so self-confident. Says I practice chan, therefore, I enter samadhi. Đừng có ý lại mà nói ông thầy Bình Hóa, tôi học thiền Bình Hóa, chắc chắn là tôi chết, tôi đâu có sợ đâu, tôi có định mà. Đừng mê ý. Don't ever think like that. Okay. Because
when you die, that's when we all need help. Sau khi chúng ta chết, nên đi cầu cứu. Very important concept, cái quan niệm rất là quan trọng. Đúng rồi. The Westerners don't have that. Cái người Tây phương không có. The non-Buddhists don't have that. Bên ngoài ngoài đạo họ không có cái này. Okay. Even the Buddhists don't understand how to get help. Ngay người Phật tử không biết làm sao đi cầu cứu nữa luôn. Đừng nói chuyện ngoài đạo. Đúng rồi. How do you get help? Cầu cứu làm sao? Bất thiện. And get the people who cultivate come and help you out. If you want to avoid falling, nếu quý vị muốn tránh đọa, the help has to be able to offset that fall. Thì cái người mà giúp đó, cái sự giúp đỡ này phải đủ để mà cản cái chìm của quý vị. So the concept is very important. Lực lớn hơn. To ask for help would not just any kind of help. Phải nhớ rằng phải cầu cứu mà cứu chỗ nào có đâu. See, typically, tại vì cái người Phật tử, typically, let me tell you how sad it is for the Buddhist. Người Phật tử cũng vậy. Okay? Người ta trước khi mà mẹ con mới chết, my mother just died. Let me go get some help for her. Okay? They don't understand it's getting help for her. Khi mà mẹ mình mới chết, họ theo truyền thống mà tới vào chùa xin tụng kinh thôi. Họ không hiểu là phải đi cầu cứu. See, the Buddhists still don't get it. They said, my mom dies, by tradition, I'm Buddhist, I'm Asian, therefore I go to the temple and do ceremonies for her. They don't realize they need to go get help even. Is it clear? Đồng ý là không đồng ý? Yeah, don't make most jump. You Asians don't realize that. You need to go get help for her. Mà cái con cháu mình chỉ biết là truyền thống mình là mình chỉ đụng tụng kinh, niệm Phật cho bà thôi là xong rồi. We done our job. I go to the temple, ask the temple to recite and so, okay? And usually, they go to the temple close to the house. Thì họ tới cái chùa mình gần nhà. And ask the hoshang there, yêu cầu hòa thượng, thượng tọa đó, tụng kinh cho cha mẹ mình. And ask the hoshang there to recite on behalf of the deceased, right? And now they go back and forth and gần nhà nó tiện, so it's convenient. I drop by and recite and, you know, back and forth and so on. Gần nhà thì nó tiện lắm. Mình rảnh chạy qua mình tụng kinh. Huh? Xong mình ngồi làm công quả. And xong mình đi gì. So when we go there, recite, and then we do a little bit of work and then we come back and then come back and back and forth, back and forth. Very convenient. Whereas your mindset should be getting help, the best help possible. Don't take chances. Ngược lại cái gì người mà hiểu đạo đó, là tìm cách mà giúp đỡ, mà cách giúp đỡ mà tốt nhất có thể có. That has to be said. Xin rằng, you have to bring it up in the TV program. Okay? It's a great tradition to, you know, to go to the temple and go to places like that. But it's still not clear understanding. Better, for example, ví dụ. Let's say your mother is diabetic. Chẳng hạn mẹ mình nó bị bệnh tiểu đường. She's in great pain when she dies. Bà đau đớn dễ sợ khi bà chết. You know she's in big trouble. Cái đó chứng minh cho quý vị thấy là cái này bà sẽ đọa. Nó tới nó hành. They're tormenting her to make sure she falls. Okay? That's when you remind, that's when there's a remind for you that better will get the best help possible to save your mother. Lúc đó quý vị mới nhớ là phải lo cứu mẹ mình. If your brother dies, anh mình mà chết, em mình mà chết. He's in a hospital for weeks. Người thân nhân của mình chết, mà trước khi chết trong bệnh viện một thời gian. That's not a good thing. Cái đó cái hiện tượng rất là xấu. They're falling, đang đọa. Is it clear? Yeah.
they need help, họ cần cái sự giúp đỡ. Chứ không phải là tụng kinh theo cái truyền thống. You don't simply go by tradition and recite. All right? Yeah. So what's the difference between the people who go by tradition and the people who are able to go get some good help? What's the difference? Sự khác biệt giữa cái người mà theo truyền thống tới cái chùa bên cạnh nhà nó tới tụng với người mà ta bỗng nhiên gặp người giúp đỡ được. What's the difference? Blessing. The blessings. You plant your blessings. Phước của mình. You plant plenty of blessings. Do not wait for someone to help you when you die. Trước khi chết, lo trồng phước đi. Đừng có đợi sau khi chết mà hy vọng nó tới cái chỗ đúng để nó giúp mình. Don't hope that after I die, maybe she come to a good place and help me out. You plant your blessings. Trồng cái phước của mình. Or, hoặc là, what if you don't have blessing? Nếu không có phước thì sao? What if you don't have blessing? Nếu không có phước thì sao? You go to the Pure Land? No, you don't go to the Pure Land. Không được phước đâu. Không được đi tịnh độ, đừng có lộn xộn. What if you don't have the blessing? Yes. Someone else has to give it to you. Người khác phải cho quý vị. Nothing is free in life, my friends. Không có gì mà miễn phí hết. Okay? You need blessings to escape. Quý vị phải đủ phước mới thoát được. Không đủ phước là đọa. That's the way it is. That's life. Is it clear? Yeah. Yes. See, a third one leaving. Oh my God, this night is not a good night. Good night, thanks for coming. Yeah, you say, does the person believe? Okay, the person says, I don't believe it. I don't want to waste my money. I want to do something. I don't want to give it to my son, to my daughter. We need it more. Okay? Người nói là đời trường hợp người ta không tin, sao ta chẳng thà để tiền làm những chuyện đó, ta bỏ cho con cái, con cháu mà nó cần hơn là mình cần. It's good. It's very generous. It's rộng lượng. It's a good thing. We have a drink on her behalf. Cho tiền mình uống ly rượu để cảm ơn là được. It's a good. Yeah, a good thing. Nothing wrong with that. Kể để lại để dành đâu sao đâu. It's okay. They don't believe because they don't have the blessings. Họ không có tin tại họ không có phước. So they're supposed to fall. Họ đáng họ phải đọa. That's called. This is the way it is. Okay. That's a natural law. And it's a natural order of things. If you don't have the blessing, you fall. You don't have blessing, you don't fall. That's the way it is. Có phước thì không đọa, mà không đủ phước thì đọa. Đó là chuyện cái luật của cái tạo hóa của cái nhân quả. Okay, cause and effect. All right. Any other question? Hỏi thằng bác gì khác không? Yes. So, it is better for a person to die in home rather than in a hospital? Is it better to die in a home or hospital? Really, to me, it really doesn't make much difference. Okay. Chết mà chết nhà, chết nhà thương cái nào tốt hơn? Đối với thầy chắc có khác vậy đó. Okay. And then what really matters is that you need to help them after they die. That's so much more important. Whether at home or the hospital, it's just a very short duration that can be inconsequential if you get good help.
những cái vị chết ở nhà hết nhờ nhờ thương đó, thì thiệt ra nó không có quan trọng lắm. Tại cái quan trọng nhất đó, là nếu mà tìm để giúp đỡ cho họ được đó, thì cái ở nhà chết ở nhà chết nhờ thương chả không quan trọng, không sao. Ok. So it doesn't matter. In your hospital, that's fine. At home, is fine too. So whatever the conditions are, it should be okay. Không sao. Okay. Anything else? Nhưng mà đến đủ thì là đủ định, lục định, thất định, bát định, là cửu định. Xong rồi ở dưới mình kêu là thiền lên mình gọi định. Tại sao gọi là định? So why do you call dhyana first through fourth dhyana and then fifth you call fifth samadhi? Theo cái hệ thống như vậy, dưới thiền gọi là sắc giới, định và vô sắc giới. So by convention, we call dhyana in the form realm. So we call first to fourth dhyana because that still belongs to the form realm. And then fifth samadhi and sixth and seventh and eighth samadhi because it belongs to the formless realm. Okay, that's what we call samadhi. It's a little bit deeper than dhyana. But it's just a convention. Theo đó là theo của hệ thống người Trung Hoa. Thì anh biết bên Ấn Độ là sao? I don't know what is the tradition in India. All I know is I learned from a Chinese. They học theo cái hệ thống người Tàu. Thì biết như vậy thôi. That's all I know. The name itself give you a distinction of the realm. Cái tên định với thiền. Cho quý vị thấy cái giới mà giới sắc giới nhắc vô sắc giới nó khác nhau. That's about it. Yeah. Okay. All right. Anything else? Có gì thắc mắc gì không? Yes, sir. So ninth level samadhi is fourth stage arhat. Yes. Cửu định là tứ quả là. All right. Anything else? Cái tứ quả là hán là lúc đó đó là họ không còn dính líu cái chuyện thế gian. When you're at the fourth stage arhat, you no longer do worldly things. And, meaning that if you oppress Buddhism, you don't do anything. Tứ quả là hán nó có đàn áp Phật giáo nữa, người tứ quả là hán cũng trơ. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao bác thầy? Nên nhân quả. He no longer takes anything seriously. Sons, grandsons, không có gì quan trọng. Con, cháu đều không quan trọng hết. Okay. What does it mean? Nghĩa là sao? But surely you oppress Buddhism. Như đều người ta đàn áp Phật giáo luôn, phải làm chứ sao không làm được. Nói gì kỳ chứ. I ask him, but they oppress Buddhism, they oppress your teachers, your students, your ancestors. You're going to do something about it, don't you? Yeah, it's the Chinese people who are yawning like crazy. Cái người mà tới tứ quả là hán đó,
the four stage arhat, you don't see any oppression. Không thấy bị ướp 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 gì? What's oppression? Áp bức. Thank you very much. Không thấy áp bức gì hết. It's no oppression. They don't see any oppression. That's why it doesn't bother them. Người tức gọi là hang, tới đàm hát và mình, they come and oppress you, doesn't bother them. They come and oppress him, họ tới đàn áp thầy hiền trì, họ không cũng sao hết. They come and oppress Vicky, đàn áp cô Vicky, they don't not bother. They come and oppress all of you, they don't even bother. Thế họ tới đàn áp tất cả mọi người, họ cũng tỉnh bơ, họ không thấy hết. They see no oppression whatsoever, không thấy cái đàn áp tí nào hết. That's wisdom. Đó là trí huệ. If you still see oppression, you're still discriminating. Quý vị còn thấy cái áp bức, thì quý vị đang còn cái tâm phân biệt. The arhat has put an end to the discriminating mind. Cái người tức gọi là hắn, cái cửu định, the ninth level of samadhi, that's why you work for it. Bởi vì quý vị phải tu tới cửu định, thì quý vị không còn cái phân biệt, you no longer discriminate. Good or bad, không còn phân biệt tốt hay là xấu. Beneficial. Loss or gain, không còn lợi và là hại, không còn thấy, they're not bothered. They win a super lotto, trúng số độc đắc, or they lose a red Ferrari, it's all the same. Hoặc mất chiếc xe Mercedes, cũng vậy thôi à. Okay, that's why, yes. Nếu tất cả nó cũng như vậy thì mình sống làm cái gì? You don't have to live, you can die. It's called depression. Mấy người nói nếu mà có cũng được, không có cũng được thì sống làm gì? Tôi nói thì đừng có sống. Đó gọi là cái đó là sống, gọi là chết trong cái chán đời. You can die in depression. Perfectly okay too. The arhat is not bothered by that. Cái người A-la-hán cũng kể nữa nói, you can die from depression, you can live in depression, you can die from depression. It's all the same to me. Is it clear? Mình cứ đụng chạm hoài, mình cứ người ta nói là cái này thánh, là bậc Bồ Tát. Bồ Tát đâu có làm những chuyện như vậy. Bồ Tát không dính những cái chuyện như vậy. Bồ Tát là không còn cái tâm phân biệt nữa. That's why you cannot call such people who still have discriminating mind bodhisattvas. It's an insult to bodhisattvas. Cái đó là đang sỉ vả Bồ Tát. Bồ Tát không làm những cái chuyện đó. Is it clear? Nói tầm bậy là phạm thượng đó. Là tội nặng lắm á. You talk like that, you are slandering the Buddha Dharma. It's very severe offense. Tội nặng lắm. Okay. So the question is, if everything is empty, why bother? Nếu tất cả nó không, mình tu làm gì? Why do you bother meditating? Mình tu tất cả đều không thì mình thiền làm cái gì nữa? Huh? What for? Mình tu với mình thiền để mà mình về cái chỗ không, chứ không để chỗ có, từ có mình thiền mới được. He says he wants to go from this place here to a place where it's empty, the place of emptiness. Muốn về cái chỗ không, từ chỗ có về chỗ không. Mình tu để nếu mà bác tới tứ quả thì bác thấy có không thì cũng chừng nó thôi, chỗ có chỗ không chừng nó thôi. He doesn't get it yet, because if he's the fourth stage arhat, he said, oh, this place where it exists is the same as the place that doesn't exist, where it's empty. This is all the same to me. I don't need to go here, I don't need to stay there. It doesn't matter. Mình tu để mình giúp như được, nó vẫn trật như thường. Mình tu để mình giúp những người chưa có đạt được tứ quả để cho họ qua cái khổ của họ. Huh? Họ biết làm cái gì trúng cái gì sai cái này như cái lòng từ bi watch it ultimately we are cultivating with no
Go to the Pure Land? Say it. He doesn't dare say it, end birth and death. He says use the end birth and death and then go into the Pure Land. No guts. Yes. So ultimately we're going to end birth and death. But the arhat says no more birth and death. He said it doesn't matter. I'm here. I don't care. I die or I don't care. I live. What's the big deal? Người tới quả ta vẫn tới ta nói tôi tới quả tôi thấy sống cũng vậy chết cũng vậy thôi. What's the point? Yes. Sao cô? Sao mình giải thoát rồi bây giờ vậy thì mình giờ mình thấy gì nó cũng giống như vậy thôi, có cũng được không có cũng được thì mình làm sao bây giờ? Mình compassion, mình trả ơn những cái người mà tứ ân á, thầy với lại dẫn dắt những người chưa biết á. Compassion để họ khổ mà họ không biết, họ cứ làm hoài. Dạy hả? If you're able to end birth and death, cái vị mà có liệu được sanh tử, if able, you're able to have real wisdom, because until then, you are so-called confused. Tại vì trước khi cái vị đắc được cái cảnh giới đó, cái vị được gọi là mê muội. That includes the third stage arhat. Đó nó bao gồm luôn tứ quả, tam quả là hạn. Third stage arhat is still considered confused. Tam quả là hạn vẫn gọi là mê muội như thường. Is it clear? You don't stop. Không được ngừng. Alright? We call a spade a spade. Có gì mình nói này, nó không quanh nó còn. Third stage arhat still doesn't understand yet. Has no real wisdom yet. Người tam quả la hán vẫn chưa có trí huệ chân chính. Your fourth stage arhat, you see emptiness. Nothing bothers you anymore. Lúc đó, tứ quả la hán sẽ không còn bị cái ảnh hưởng bài ngoại cảnh nữa. Ngoại cảnh không ảnh hưởng nữa. Có cũng vậy, nghèo cũng vậy, giàu cũng vậy, sướng cũng vậy, khổ cũng vậy thôi. Ha? Con cũng vậy, không con cũng vậy. Mình không bị chấp gì nữa hết. Ok, mình lỡ dài mà chấp là mình chạy về dài ngay lập tức thành hư. Ok, so what's the point then to be free? Để làm cái gì? Ok, it's real wisdom because now you are no longer confused. Bây giờ lúc đó tứ quả là hán cái gì mà không còn mê muội, thấy được cái sự thật rồi. You see the truth already. Until then, you're confused. Okay, is it clear? Okay? If you are below four stage arhat, you're confused. No two ways about it. Khi bị dưới tứ quả lãng, cái bị gọi là mê muội. There's so many things you don't understand. Đủ bao nhiêu chuyện bị chưa hiểu. There's no way to make you understand. Cách nào nó cái bị hiểu được hết. There's no way to make you understand. Okay? So, what to do? Làm gì bây giờ? Among the people who are confused, trong những người mà còn mê muội, are who? Your dad. Yes? Cha mình. Your mom. Mẹ mình. Huh? Thằng U. The last one, the youngest. So you say, but they're not. Mình an toàn rồi. We have wisdom. But they're still confused. Nó vẫn mê muội như thường. Can we ignore it? Quý vị có thể bỏ được không? Your wife. Vợ mình. Vẫn còn mê muội. Still suffering. My wife is still suffering. She's still confused. E. coli? E. coli. New E. coli. See? I rest my case. Chứng minh cái vị thấy. Mê muội. Confusion. Confusion.
You're welcome. Okay? After you see that you are no longer going to confuse, but the people you love are still confused, you must do something about it. Nếu quý vị đã không còn mê muội mà thấy những người xung quanh mình còn mê muội, thì quý vị phải cảm thấy mình phải làm gì để cứu tụi nó chứ, đúng không? Yeah. That's what life is about. Ý nghĩa cuộc đời ở chỗ đó. If you only do it for yourself, okay, then you're the most selfish person there is on this earth. Nếu quý vị làm tất cả mọi chuyện vì cho mình thôi đó. Or either that or you're president-elect. Thì quý vị chỉ là quá ích kỷ thì mình như vậy thì quý vị cuộc đời quý vị you feel sorry, yeah, I feel sorry for you. I really feel sorry for you if your life is all about me, money, and me. Cuộc đời quý vị chỉ là tiền và tôi thôi. Không có biết ai, no one else, nothing else. Okay? It's so sad. Nó khổ, nó thấy cuộc đời nó không có ý nghĩa. It's meaningless existence. Me. I take, give me. Đưa tôi đi. Cho tôi đi. I take, you give. Because you're supposed to be, you're supposed to have wisdom. Tại vì ông là người có trí huệ, tôi là người chưa có trí huệ. Therefore, I take. Okay, that's why. That's why you are not confused so that you can truly give to those who are in need. Tại quý vị khi mà có trí huệ chân chính rồi, quý vị mới có thiệt sự có thể cho những cái người ta đang cần. Until then, you don't know how to give. Trước đó quý vị, because you're still confused, you don't know how to give yet. Vì trước đó quý vị vẫn còn mê muội, làm sao quý vị biết cho tụi nó bây giờ, bố thí cho nó bây giờ. Right after you become empty, sau khi quý vị trở thành không rồi, then you learn next how to give. Sau khi bị trở thành thấy cái không rồi, quý vị bắt đầu bước sau cái không là mình tập dùng trí huệ mình để giúp người khác. After you see emptiness, then you learn next, the next step is to learn how to use that wisdom to help others. You don't stop. Agree? Đồng ý là không? Yeah. Tại nếu những cái người mà muốn chỉ muốn tới đó mà ngừng lại đó, thì Phật Bồ Tát không thèm dạy. Because if those of you who says, I want to go and see the place of emptiness, get to ninth and I stop, I made it, I stop. The Buddhists and Bodhisattvas don't bother teaching you. Dạy lắm. Nghe đứa mà thiếu lòng tin nhưng mà dạy nó làm gì? Those who lack wisdom, lack with faith, why do we bother teaching them? Why do we bother saving them? Nó không tin, nó cứu nó làm gì? Kệ nó, let them suffer. They deserve to suffer, don't they? Khổ cho nó đáng kiếp. Yes? Because even if you don't want to suffer, they don't have enough blessings, that's why they choose to suffer anyway, no matter what you do. Khi nó không đủ phước á, bất cứ mình làm gì nó cũng chọn cái khổ như vậy, mình làm gì được hết. Chịu thôi, nothing you can do. I'm not being cruel, it's just being factual. They don't have the blessing, that's why they're supposed to suffer. Nó không đủ phước, tự động nó phải khổ thôi. No two ways about it. You tell them good things, this is good for you? No! Nói là cái này tốt cho con. You should go to the Pure Land. No! Phải đi theo phương cực lạc. No! Không đi theo phương cực lạc. Tôi ở đây. I'm going back here. I'm coming right back here. Tôi trở về lại đây. I declare to the world, I'm coming back here to save more people. Tôi muốn trở về lại để cứu nhiều người hơn nữa. What do you call that?
a stupid monk. That's the only name for it. Người nói, có người đứng ra nói là tôi tuyên bố tôi sẽ trở về đây để cứu cái thế gian này. Thì người đó là gì? Thầy nói người đó có một danh từ như người đó, hoặc là một người sư ngu. Lack of wisdom. Why? What's my proof? It's a stupid monk. Thật ra gọi đó là người sư ngu. Hãy he has no real wisdom, vẫn chưa có trí huệ như thường. Because he still sees the world he has to come back to. Idiot. Ngài vẫn còn thấy cái thế giới mà trở lại để mà cứu. Zoop. Instead of going somewhere and learn how to best save them. Hay đi chỗ khác để học cái cách mà cứu nó hay hơn. Yes? Oh well, I don't feel like talking anymore tonight. I lost too many people. Nên tôi nhìn không muốn nói nữa. Mất ba người today. Master Xuyến Trừ outdid all of us. Nổ trong một đêm ông này mất ba người. One night we lost three of you. Never happened before. Never ever happened before. Chưa bao giờ cái chuyện đó, cái tài trời nó xảy ra như vậy. Ecola? Okay, huh? Okay, thank you everyone. Good night. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.